Sao Việt chạy đua khoe quà tặng toàn tiền tỷ. Liên tiếp Sao Việt khoe nhận những món quà tiền tỷ từ người yêu hay gia đình của mình. Làng giải trí tiếp tục có một phen ngỡ ngàng khi Nhã Phương khoe quà, được Trường Giang dành tặng, đó là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu nổi tiếng Hablo. Màu đen, và viền toàn kim cương có giá khoảng 4 đến 500 triệu. Cùng với đó là chiếc túi trị giá 70 triệu của Louis Vuitton. Cách đây ít ngày, Harry Won cũng khoe chiếc đồng hồ mạng vàng thuộc thương hiệu nổi tiếng thế giới, có giá hơn 1 tỷ đồng dành tặng cho ông xã Trấn Thành. Trước đó, trong dịp kỷ niệm 3 năm cưới, Trấn Thành tặng Harry Won nhẫn kim cương. Không kém cạnh đồng nghiệp Á hậu Trịnh Kim Chi, được chồng tặng chiếc nhẫn kim cương, vào dịp 14 phần 2, đến sinh nhật, vào cuối 2019, cô, được tặng cả căn biệt thự làm quà. Á hậu Tú Anh, được mẹ tặng nhẫn kim cương 60.000 đô la hơn 1,3 tỷ đồng làm của hồi môn trước khi kết hôn. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Vào cuối tháng 9 năm 2019, doanh nhân Hà Tôn Đức chi hơn 219.000 đô la khoảng 5 tỷ đồng mua tặng bà xã Diễm My chiếc nhẫn kim, cương cỡ lớn. Trong ngày sinh nhật lần thứ 24, Huyền My nhận được hai món quà giá trị lớn từ bố mẹ, đó là đôi giày Christian Louboutin khoảng 22 triệu đồng. Và đồng hồ Frank Muller Classic Double Mystery ước tính hơn 1,6 tỷ đồng. Trong dịp sinh nhật của mình, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận. Được món quà từ Mai Phương Thúy là một chiếc đồng hồ đến từ một thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ có, giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Năm 2018 khi, vẫn còn chung sống hạnh phúc, Ngọc Lan cũng, được tặng quà tiền tỷ, đó là chiếc xe hơi 1,6 tỷ đồng cô nhận, được từ ông xã Thanh Bình. Sang Mỹ, để bắt đầu cuộc sống mới, chỉ tính từ Valentine năm ngoái cho đến hiện, tại, ít nhất 3 lần, Hoa hậu Phạm Hương, được chồng đại gia tặng nhẫn kim cương. Trong dịp Valentine 2019, người đẹp Phan Thị Mơ cũng nhận nhẫn kim cương trị giá hơn 5 tỷ đồng. Trong dịp ngày lễ tình nhân vừa qua, Quách Thành danh tặng bà xã Bảo Ngọc chiếc xe hơi BMW kép mui trần cùng bộ mỹ phẩm đắt tiền. Anh Minh, tôi mới học lớp xóa mù chữ nên đọc không trôi chảy mong quý vị thông cảm. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh Xin Chào và hẹn gặp lại.